Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục trong chuỗi bài học về Cùng bé học vần. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chị có chữ A ghép với chữ cờ. Chúng mình sẽ đánh vần là A cờ ác. Ta được vần ác. Ví dụ như lạc, nhạc. Tiếp theo, chị có chữ á khi ghép với chữ cờ. Chúng mình sẽ đánh vần như sau: á cờ ắc. Ta được vần ắc. Ví dụ như nhắc nhở, mắc áo. Chữ ớ khi ghép với chữ cờ, mình sẽ đánh vần là ớ cờ ấc. Ta được vần ấc. Vần ấc có các ví dụ: giấc ngủ, gốc. Chữ o khi ghép với chữ cờ sẽ được đánh vần như sau: o cờ óc. Chúng mình được vần óc. Ví dụ như học, sóc. Chữ ô khi ghép với chữ cờ, chúng mình sẽ đánh vần là ô cờ ốc. Vần ốc. Ví dụ, cốc, ốc. Chị có chữ u ghép với chữ cờ, chúng mình sẽ đánh vần là u cờ úc. Mình được vần úc. Ví dụ như cúc, trục. Và cuối cùng, chị có chữ ư khi ghép với chữ cờ, chúng mình sẽ đánh vần là ư cờ ức. Ta được vần ức. Đối với vần ức, chị có ví dụ mực, lực sĩ. Tiếp sau đây, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần luyện đọc. Các bạn hãy nhìn lên màn hình và đánh vần theo chị nào. A cờ ác. A cờ ác. A cờ ác. Á cờ ác. Á cờ ác. Á cờ ác. Ớ cờ ốc. Ớ cờ ốc. Ớ cờ ốc. O cờ óc. O cờ óc. O cờ óc. O cờ ốc. O cờ ốc. O cờ ốc. U cờ úc. U cờ úc. U cờ úc. Ư cờ ức. Ư cờ ức. Ư cờ ức. Chị và các bạn đã cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu các ví dụ về các vần trong bài học ngày hôm nay. Và đến đây, bài học của chúng mình cũng kết thúc. Các bạn về nhà nhớ luyện đọc và đánh vần lại thật nhiều nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!